dân mạng bình luận đủ kiểu trước thông tin hai nghệ sĩ Việt được trả hộ chiếu. Sau khi trang tin Ultima Hola của Tây Ban Nha ngày 7 tháng 8 đưa tin, thẩm phán nước này đã trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm, cư dân mạng tại Việt Nam cũng sục sôi bình luận đủ kiểu. Việc tòa án Palma tại Tây Ban Nha quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau một thời gian tạm giữ, không cho phép xuất cảnh, cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ cuối tháng 6 vì vướng vào cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh trong khách sạn Amrad đảo Mallorca, khiến dư luận tại Việt Nam hiện tại không khỏi quan tâm. Đông đảo khán giả trên mạng thi nhau đưa ý kiến, về được quê hương là đã mừng rồi, một bài học xương máu cho những người nổi tiếng khi đi du lịch nước ngoài, và cả chờ xem họ sẽ nói gì khi về đến Việt Nam. Một số khán giả đã thắc mắc rằng, chỉ nói trả lại hộ chiếu mà không nói rõ tòa xử thế nào nhỉ? Nếu trả lại hộ chiếu, phải có quyết định của tòa án, thấy thông tin nói một chiều quá. Chưa về nước được ngay bây giờ đâu, trừ khi em gái 17 tuổi người Anh kia không kiện nữa, chắc cũng mất nhiều tiền đấy nếu mà muốn về. Vụ việc này ra chiều còn nhiều góc khuất bí ẩn quá. Vài tiếng nói bênh vực từ khán giả như khả năng nếu có tội thì đã dính án, còn nếu việc giữ hộ chiếu chỉ là biện pháp ngăn chặn thì chỉ là để có thời gian cơ quan chức năng nước sở tại điều tra. Luật họ giữ hộ chiếu để điều tra đúng sai là chuyện bình thường, ai cũng có thể vô tình mắc vào rắc rối. Mọi người cứ bình tĩnh khoan đưa ra những chỉ trích nặng nề. Nếu như đúng sự thật thì tòa án đã xử và cho được về nước, nghĩa là sự việc đã sáng tỏ, nếu họ có tội thì đã không được thả. Hay như một ý kiến khác, từ độc giả sinh sống tại Anh cho biết, cảnh sát nếu điều tra thu thập được bằng chứng thì chỉ có mà tù mọt gông, không ai can thiệp được. Và chính phủ, đại sứ quán Anh tại Tây Ban Nha, họ cũng vào cuộc ngay, họ không để cho người dân, nhất là phụ nữ, nước họ bị ức hiếp và chịu thiệt đâu, nên có khi bị gài bẫy tội hiếp dâm. Mặc dù thế, cả một làn sóng trên mạng xã hội vẫn tập trung dồn ý vào quan điểm. Tóm lại là chắc chắn mất tiền bồi thường thì mới về được rồi. Luật pháp nước người ta nếu không có tội thì không giữ người lâu như vậy đâu. Thậm chí có người còn bình luận, bỏ tiền ra bồi thường thì được về thôi, về bản chất thì không thay đổi. Nhiều người tỏ ý chúc mừng ghê nhỉ, cứ như đoàn quân chiến thắng trở về ấy. Trước việc Minh Béo sau khi thụ án sàm sỡ trẻ em tại Mỹ rồi được thả về nước vẫn tiếp tục đi diễn. Trước việc Minh Béo sau khi thụ án sàm sỡ trẻ em tại Mỹ rồi được thả về nước vẫn tiếp tục đi diễn, lại nhận được huy chương trong kỳ liên hoan hội diễn sân khấu toàn quốc gần đây nhất, nhiều cư dân mạng cho rằng fan này về Việt Nam, người lại tiếp tục dạy nhạc ở nhạc viện, người lại lên VTV3 tiếp với lý do quá oan bởi gái Tây đã vu khống, chờ xem rồi chả sao đâu, khéo lại đắt sâu hơn trước. Lại lên TV, game show, nói về hạnh phúc gia đình, tâm sự người nổi tiếng, kể chuyện cảm giác bị gài ra sao. Hay như bình luận, nếu thông tin Hồng Đăng sẽ được về nước có sớm hơn, thì biết đâu kết thúc bộ phim Thương Ngày Nắng Về hẳn sẽ khác rồi. Sẽ không có chuyện Hồng Đăng chỉ có được vài lời thoại qua điện thoại trong tập cuối mà không hề có hình ảnh. Giữa hàng hà sa số bình luận trên mạng, phần đông khán giả đều đưa ra kết luận họ sẽ tự rút ra bài học đáng giá cho bản thân sau sự việc này. Về nước, ra đường nhớ đeo khẩu trang, kính đen, đội nón kín mặt nha mấy anh. Trước đó, vụ việc hai nghệ sĩ Việt bị bắt bởi cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên tại Tây Ban Nha đã gây chấn động lớn đối với công chúng Việt Nam. Thời điểm đầu tháng 7, khi sự việc này loan ra trên khắp các trang thông tin truyền thông, trang Ultima Hola cũng cho biết hai nghi phạm sau vài giờ bị bắt đã được đưa đến tòa án Villa Germany. Họ dùng quyền từ chối khai trước tòa và không thừa nhận bất cứ hành vi nào bị cáo buộc. Họ đã được tại ngoại nhưng bị thu hộ chiếu và không thể rời khỏi Mallorca. Ngày 5 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Tạ Quang Đông cũng đã nhắc đến việc diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và cho biết hai nghệ sĩ này Việt Nam đang tại ngoại ở Tây Ban Nha sau khi bị tạm giữ. Họ đã có luật sư bảo vệ quyền lợi và chờ gặp thẩm phán. Vậy ý kiến của bạn thế nào về việc thông tin hai nghệ sĩ Việt được trả hộ chiếu? Báo Sức Khỏe và Đời Sống sẽ tiếp tục thông tin. Báo Tây Ban Nha đưa tin Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh được trả hộ chiếu. Theo một tờ báo của Tây Ban Nha, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được trả hộ chiếu từ ngày 3 tháng 8. Sau hơn một tháng không được rời Mallorca, họ đã có thể về nước. Ngày 7 tháng 8, tờ Ultima Hola của Tây Ban Nha đưa tin tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Theo Ultima Hola, họ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6 vì vướng vào cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi. Trong một khách sạn ở hòn đảo Mallorca, khi đó cả
hai từ chối khai báo khi bị bắt trước quan tòa, nhưng với điều kiện họ không được rời Mallorca. Ultima Hola cho biết gần một tháng rưỡi sau khi sự việc xảy ra, họ đã có thể trở về nước. Ultima Hola cũng cho biết hai nghi phạm sau vài giờ bị bắt đã được đưa đến tòa án Vina Gomani. Cả hai đều sử dụng quyền không được làm chứng trước thẩm phán. Sau đó, thẩm phán quyết định trả tự do cho hai bị cáo mà không cần tại ngoại, nhưng tịch thu hộ chiếu của họ. Sau khi thông tin được truyền thông Tây Ban Nha đăng tải, một số tờ báo Anh cũng đã dẫn lại nguồn tin. Ngày 1 tháng 7, Ultima Hola cũng là tờ báo đầu tiên đăng thông tin một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, 37 và 42 tuổi, bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Cô gái 17 tuổi nói với cảnh sát rằng mình bị tấn công tại khách sạn ở Andorra, phía tây nam hòn đảo. Trước đó, cô đã gặp các nghệ sĩ ở một nhà hàng gần đó và giao lưu uống rượu với họ. Người thân đã báo cảnh sát sau khi nhận được thông tin từ cô gái. Tờ báo địa phương Ultima Hola đưa tin cô gái 17 tuổi nói với cảnh sát rằng hai người đàn ông 37 tuổi và 42 tuổi này đã bắt cô tắm sau khi hiếp dâm để loại bỏ bằng chứng trong trường hợp họ bị buộc tội. Sáng ngày 5 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhắc đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Huệ Anh và cho biết hai người đang tại ngoại ở Tây Ban Nha. Họ đã có luật sư bảo vệ quyền lợi và chờ gặp thẩm phán. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ việc của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vẫn chưa có kết luận chính thức. Chia sẻ với phóng viên, thạc sĩ, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty luật SB Law nhận định, muốn biết mức hình phạt cho hai nghệ sĩ cần căn cứ vào quá trình điều tra cũng như là xét xử của tòa án sở tại Tây Ban Nha. Vì sự việc xảy ra ở Tây Ban Nha, khả năng là tòa án Mallorca sẽ xử lý. Theo tôi, nếu tòa ở Tây Ban Nha xét tội xử lý về mặt hình sự, thì khi chấp hành xong hình phạt ở bên đó, hai nghệ sĩ sẽ không phải chịu mức hình phạt ở Việt Nam. Trong trường hợp, tòa án Tây Ban Nha kết luận hai nghệ sĩ không có tội, họ không bị xét xử theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp tòa án khẳng định có tội thì hai nghệ sĩ sẽ chấp hành hình phạt ở Tây Ban Nha, ví dụ như là Minh Béo đã thụ án ở Mỹ thì về Việt Nam không liên đới gì nữa. Khi làm việc với cơ quan chức năng, nạn nhân khai cuối tuần trước cô gặp hai nghệ sĩ ở một nhà hàng và giao lưu với họ. Sau đó cô gái người Anh đồng ý đến khách sạn mà hai nghệ sĩ đang nghỉ dưỡng. Tờ báo địa phương Ultima Hola đăng tải thông tin cô gái bị hai người đàn ông 37 tuổi và 42 tuổi tấn công tình dục. Tiếp đến, họ đã bắt cô tắm rửa sạch sẽ nhằm xóa dấu vết. Được biết, dì của nạn nhân là người báo cảnh sát. Đáng chú ý, tờ báo mô tả những kẻ bị cáo buộc hiếp dâm là diễn viên và nhạc sĩ hoạt động chuyên nghiệp lâu năm ở Việt Nam. Cùng lúc, cư dân mạng phát hiện Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có nhiều điểm tương đồng với mô tả nghi phạm trong vụ việc. Cả hai đều tới Tây Ban Nha, bị mất liên lạc và hiện chưa về Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp báo sáng ngày 5 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết sự việc liên quan đến nghệ sĩ Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là nghi vấn. Đến sáng Chủ nhật, 3 tháng 7, hai anh vẫn tại ngoại, đang chờ gặp thẩm phán và đã có luật sư để xử lý các vấn đề về pháp lý. Phía đại sứ quán đã cử người xuống tận nơi để giúp đỡ pháp lý, Thứ trưởng cho biết. Theo bà Trần Trà My, cử nhân ngành luật quốc tế, từng làm luật và phiên dịch ở Tây Ban Nha cho biết, khả năng phải ngồi tù như mạng xã hội Việt Nam đồn thổi là rất thấp do hai nghệ sĩ không cư trú ở Tây Ban Nha, có nhân thân rõ ràng và không có nguy cơ gây hại cho xã hội. Tây Ban Nha có ban hành đạo luật gần đây về việc quấy rối và xâm hại tình dục. Dù lời khai của nạn nhân có thật hay là giả, thì công an vẫn bắt nghi phạm và giam giữ trong tối đa 72 giờ. Trong 72 giờ này, công an sẽ tìm luật sư do nhà nước chỉ định nếu không thuê luật sư ngoài và phiên dịch cho nghi phạm, lấy lời khai của nghi phạm và chuẩn bị hồ sơ cho việc xét xử nhanh tại tòa sau 72 giờ. Theo thông tin của báo chí Tây Ban Nha, thì quá trình 72 giờ này đã kết thúc, hai công dân Việt Nam không khai nhận hành vi. Việc này thường do luật sư khuyên nghi phạm như vậy với những vụ án chưa có tình tiết rõ ràng. Sau khi xét xử, tòa án sẽ có quyết định trục xuất hoặc nghi phạm phải chịu hình phạt bồi thường dân sự về chi phí y tế hay tinh thần cho nạn nhân, bà Trà My phân tích.